Hàm tiếp theo trong hàm tham chiếu đó là hàm VLOOKUP, tương tự như hàm HLOOKUP. Hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm giá trị trong bảng phụ khi bảng phụ nằm theo chiều dọc, hay tìm kiếm giá trị trong vùng tham chiếu khi vùng tham chiếu nằm theo chiều dọc. Hàm VLOOKUP cũng là một hàm có 4 đối số giống như hàm HLOOKUP. Tọa độ ô chứa giá trị cần tìm kiếm. Đối số thứ hai là vùng tham chiếu hoặc là bảng phụ. Đối số thứ ba là số thứ tự của cột cần lấy giá trị trong vùng tham chiếu. Đối số thứ tư là 0 hoặc 1. Muốn tìm kiếm phụ cấp chức vụ cũng giống như hàm HLOOKUP, tôi cũng có hai cách để làm. Cách thứ nhất, tôi có thể dùng hàm IF lồng với hàm IF. Cách thứ hai, tôi có thể dùng hàm tham chiếu. Như vậy, tôi nhìn phụ cấp chức vụ nằm ở vùng tham chiếu số 1. Vùng tham chiếu số 1 nằm theo chiều dọc. Tôi dùng hàm VLOOKUP. VLOOKUP là từ viết tắt của Vertical Lookup, có nghĩa là tìm kiếm giá trị trong vùng tham chiếu khi vùng tham chiếu nằm theo chiều dọc. Đối số thứ nhất của VLOOKUP cũng là giá trị tìm kiếm. Giá trị tìm kiếm là giá trị vừa có mặt ở bảng phụ, vừa có mặt ở bảng chính. Tôi dựa vào chức vụ làm giá trị tìm kiếm. Phẩy. Đối số thứ hai là bảng phụ. Các bạn lưu ý, đối với trường hợp dùng hàm VLOOKUP, tôi có thể bôi đen thừa dòng. Tôi có thể bôi đen thừa cột phía sau, nhưng tôi không thể bôi đen thừa cột phía trước, bởi vì giá trị cần tìm kiếm luôn có mặt ở cột đầu tiên hoặc dòng đầu tiên trong bảng phụ. Tôi bôi đen bảng F4 cố định, phẩy, số thứ tự của cột cần lấy giá trị trong bảng phụ, đó là cột thứ hai, phẩy, 2, phẩy, 0 là tìm kiếm chính xác và 1 là tìm kiếm tương đối. Tôi thấy bảng phụ có chức vụ, bảng chính có chức vụ, bảng phụ cũng có chức vụ, đúng không ạ? Bảng chính có trưởng phòng, bảng phụ cũng có chức vụ trưởng phòng. Vậy tôi điền là 0, đóng ngoặc, Enter. Tôi thực hiện việc sao chép như bình thường. Đấy là phụ cấp chức vụ.